Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, đã có Điện Biên Phủ trên mặt đất dưới hầm sâu năm 1954 và Điện Biên Phủ trên không xé toang bầu trời năm 1972. Cả dân tộc Việt Nam nếu cần sẵn sàng một Điện Biên Phủ trên biển đập tan mà tham vọng ngông cuồng muốn bá chủ Biển Đông. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Nếu bước qua lằn ranh đỏ sẽ có trận Điện Biên Phủ trên biển của Nam Phong. Trong những ngày Biển Đông dậy sóng, không ít người tỏ ra lo lắng cho rằng nào là Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, nào là chênh lệch về sức mạnh vũ khí, sức người, sức của, thậm chí cho rằng hèn với giặc. Gã hàng xóm xấu bụng lâu nay vẫn quen thói bắt nạt tư tưởng Đại Hán, thấy Việt Nam nhẫn nhịn càng lớn tới. Nhưng quân đội nhân dân Việt Nam vẫn đang cố kiềm chế một cách khôn ngoan, tỉnh táo. Nếu Trung Quốc bước qua lằn ranh đỏ, phát động chiến tranh, lòng kiên nhẫn của người Việt bị đập tắt, như chiếc lò xo bị nén lại để bung ra, thì kẻ xâm lược sẽ bị quân đội nhân dân Việt Nam can trường giáng những đòn táo bạo bất ngờ nhất như đã từng. Kẻ thù dù có vũ khí tối tân đến đâu cũng không khuất phục được cả dân tộc vốn hiền lành nhưng có truyền thống chống ngoại xâm. Tinh thần còn cái lai quần cũng đánh sẽ dạy cho kẻ thù về sức mạnh Việt Nam. Những trận Bạch Đằng, Như Nguyệt, trận Đông Bộ Đầu, Thăng Long, Hàm Tử, Tây Kết, trận Chương Dương Độ, Chi Lăng, Xương Giang, trận Rạch Gầm, Xoài Mút, trận Ngọc Hồi, Đống Đa và hàng trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ đã có biết bao thế hệ đã ngã xuống để dân tộc trường tồn. Bị ví châu chấu đá voi, Pháp đã dồn người Việt tới đường cùng, buộc cả dân tộc phải vùng dậy. Nhờ hơn hẳn khát vọng độc lập và ý chí quật cường, dân tộc Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến giữ hổ và voi, nghiền nát đội quân kẻ thù, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân, là nguồn cổ vũ giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa khắp thế giới lúc ấy. Cuối năm 1972, Mỹ đã quyết định chơi đòn sinh tử, ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam bằng tất cả vũ khí tối tân nhất, nghiến răng tuyên bố sẽ đẩy Bắc Việt Nam vào thời kỳ đồ đá. Nhưng quân đội nhân dân Việt Nam không phải là thỏ mà là cóc tía. Bom đạn chỉ hù dọa được những kẻ yếu bóng vía, dân tộc Việt Nam chỉ cúi đầu trước lẽ phải chứ chưa bao giờ khiếp nhược trước kẻ thù. Dù bom rơi, đạn trút, trẻ em vẫn tung tăng đến lớp học máy hình chữ A. Quân đội nhân dân Việt Nam đối đầu với những siêu pháo đài bay B-52, những máy bay tàn hình cánh cụp cánh xòe cỡ F-111 và lại rụng như sung. Nhân dân Việt Nam lại làm nên một Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Đã có Điện Biên Phủ trên mặt đất dưới hầm sâu năm 1954 và Điện Biên Phủ trên không xé toang bầu trời năm 1972, cả dân tộc Việt Nam nếu cần sẵn sàng một Điện Biên Phủ trên biển đập tan mà tham vọng ngông cuồng muốn bá chủ Biển Đông. Người Việt Nam ta có đầy lòng vị tha bao dung, khi đất nước bị xâm lăng thì dẹp qua mọi thứ, gan góc đoàn kết một lòng, kiên cường bảo vệ tổ quốc. Đây là lúc để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại mình, sửa những thói hư tật xấu, bỏ qua mọi hiềm khích, làm việc nhiều hơn vì một tổ quốc Việt Nam cường thịnh. Không một ai đủ tư cách dạy người Việt Nam về lòng yêu nước, không một ai đủ tư cách dạy bộ đội Việt Nam về lòng dũng cảm và gan dạ. Đừng nhân danh bất kỳ cái gì để kích động chiến tranh. Quân đội nhân dân Việt Nam không phải là người rút gươm ra trước, nhưng sẽ là người tra gươm vào vỏ sau cùng.